Đã thì ngon. Đó là cái gì không? Một cây sung mọc bên bờ suối. Cây trái cực kỳ xa. Còn cái trái không? Ôi trời, trái kìa. Còn ba con cây sung nè ba. Trái kìa. Con ơi. Ôi trái. Còn cây sung. Ôi. Bảo lắm mà mình thấy một cây sung mà nó mọc bên xuống rồi mọc đi nè. Cây này mấy cây trên kia mua mà không bán hả chân? Cái này. Ôi cái trái kìa. Cây này mấy cây mua miếng rồi không bán hả chân nè. Còn nghe mùi thơm luôn á. Thơm lòng nè. Đấy sợ chỗ. Ta mua mà. Ta mua mà không bán. Ông vui đúng không kìa. Ở này con ông này. Thì đúng rồi, ông cùi nè ba. Em tính đây con đứng ngay chỗ ông luôn á. Đứng này quay luôn, đứng này còn quay lên. Đứng này quay lên luôn. À, ngay cái hốc luôn rồi ba. Cái ổ ông nó đi làm ngay cái hốc luôn kìa. Trời ơi. Đi ra hoài luôn. Trời ơi. Tăng lao kim, tăng xuống thấy cây sung nè. Tăng không bị vô. Rồi đứng xe đạp. Đứng xe. Ôi, để chứ. Đây là cây sung mà hồi xưa. Cái sung ở đây trái gì luôn á. Trái nó to gì luôn nè. Chín nhỏ luôn. Đây kia là mua bún này to. Không nghĩ nè. Người ta bảo quản người ta không có cho phá. Thấy không? Không đeo kìa. Ôi giờ các bạn ở quê các bạn nào mà có thấy một cây sung như thế này mà ra trái sai mà chín đỏ cây như này to à, thì quay chuyện quay trái rồi coi anh tăng con sung tăng anh tăng đây luôn để gì đã hơn lần đầu tiên mẹ em thấy cây sung mà ra trái rồi còn mày để chín gì luôn nè anh tăng lấy thợ tăng cho biết tăng cầm á đây từ đó quay lên tới đọc rồi được chứ ôi đã được chưa ra đây anh tăng tí anh tăng ngồi đây chụp anh tăng đây luôn ở xe đâu vô khuôn bình thường mà đang ngồi cái xung coi chừng ông nha cái câu ổ ông bùi ông ba mới bị chết xong đó anh tăng vô đây nè đang ngồi lên đây chụp hình đẹp không nè đó chụp anh tăng tắm đi chụp luôn gì vô gì chụp luôn chưa rồi vô vô à rồi chú tóc à. Tao có con tới nó đang bay rồi mẹ. Phải không? Để anh tăng nhận nhìn thấy cái kia thấy cái sung. Bình thường là xanh xanh là người ta hái rồi. Cái cụm này cái người ta để không không chai phá anh tăng anh thân tăng ạ. Đúng rồi. Khô rồi cái ổ bự kìa. Ổ mẹ nó nằm trong cái hốc một ổ luôn á. Ổ bự kìa. Cái đó là ông bay lấy mật y bại luôn á. Đó có dấu bầm để lấy mà lấy không được á. Rồi hái sung ăn đúng không? Cái sung là một video nè. Đúng rồi. Dạ. Ồ, bước tới gần lấy ra đây. Hồi nãy là con tính hái chùm sung của đó nhưng mà không ăn được con. Cái sung dễ sợ. Thôi rồi nha, để mình hái chùm sung cho mẹ con nha. Lần đầu tiên thì con ở nhà quê luôn mà thấy cái chùm sung thế này á. Con cá sung rụng nè. Dễ chưa? Sung này mà thề chú anh ngày Tết mà nó hái cái sung này mà bọc ở ngoài suối mà nó hái chùm, chùm trụ đầu luôn. Rồi cái này được rồi. Đắng rồi. Để con lấy dầu thôi. Thơm lắm. Cái trái sung này nè, nếu mà mọi người ăn vừa để á là ở trong nó giống như cái trái bồ đề á, cái bồ đề chín á. Nó y hệt gì nè. Nhưng nhất gì thôi chứ chích nhọc nhọc vô tốt. Ông đúng rồi. Người ta dùng ông đùi được chứ. Kháng thể chữa bệnh mà. Đây. Để mỗi rồi để chút sung nhiều quá chị. Để mình hái một chùm cho các bạn coi trái này bị dễ sợ phụ luôn còn. Trái gì mà đẻ vậy trời. Ủa hai sung ở đây bị chửi như vậy? Thì còn vô xa rồi. Không phải không hát, bị mắc. Ăn cá là cá thôi chứ. Ăn cá là cá thôi. Cây này ai làm cái gì đâu. Nó dễ không chùm không mà. Đây, để mình hái một chùm chụp đây đi. Nó đẹp. Ôi, con xin phép con hái chùm sung cái gì không phải thì bỏ qua cho con. Hả? Dùng cái đôi sung rồi. Thấy không? Quá đẻ luôn, lần đầu tiên mà. Nhìn như này, nhìn cái đoạn này mới đã nè. Cái thông ấy. Cho ba tấm hình đi. Nhìn cái đoạn này cái thông ấy lên đó. Bên kia. Chụp thấy luôn cái chụp thấy lấy cái này nè. Cái thông này nè, đúng đã đúng không? Chụp ngược lên. Ủa, ảnh rồi còn. Rồi, rồi. Rồi, đứng xuống xuống đây nè. Đang còn rồi.
sung về sung to hết rồi. Rồi. Đi ghế sợ. Quá, không được rồi. Ăn trái. Chụp ngược đây cho thử một tấm đi, chưa thiện. Còn một tiên mới thấy. Đang đứng 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 sao thấy để lấy lên trên sao thấy được người anh nhớ nó đứng xe lên chụp được không anh đứng vô thử anh nó đã luôn lần đầu tiên mà đi ra trước không gì trời súng rụng thả miệng trời súng rụng tiếp nè rồi thả miệng trời súng rụng đúng luôn á từ để cho chờ hết 6 phút đi.